Xin chào mừng các bạn đã đến với Techmap, và trong bản tin Tech News ngày 20 tháng 2 sẽ có những nội dung chính như sau: Lazada, Shopee xuất hiện hàng cấm, Apple bị kiện vì iPad gây nổ chết người, CEO Huawei cam kết không chia sẻ thông tin khách hàng với chính phủ, Canon giới thiệu máy in và máy ảnh mới tại Việt Nam, Xiaomi ra mắt Mi 9 Series. Theo Zin.vn, khi gõ từ khóa M4A1 trên ô tìm kiếm của hai website Lazada.vn và Shopee.vn sẽ xuất hiện hàng loạt sản phẩm là linh kiện tháo rời để lắp ráp một loại súng có tên là Zinmin Gen 8 M4A1 hay là Zinmin Gen 9 M4A1. Đây là những khẩu súng bán nặng thạch xuất xứ từ Trung Quốc, được mô tả làm từ nhựa, mô phỏng loại súng trường M4A1 với tỷ lệ là 1:1. Theo giới thiệu của một số website bán loại súng này thì đạn thạch là một loại hạt mềm và trơn, khi ngâm trong nước sẽ nở ra và có kích thước là 7mm và lúc bắn ra thì sẽ bị vỡ, không gây sát thương nếu như không bắn trúng vào mắt. Tuy nhiên, một số video ghi lại cảnh sử dụng của loại súng trên thì cho thấy sức công phá của loại súng này không hề nhỏ, khi mà có thể đục thủng lon bia ở khoảng cách gần hay là làm vỡ can nhựa giòn. Và đến chiều ngày hôm qua là ngày 19 tháng 2, khi mà tìm kiếm các từ khóa trên các website bán hàng trực tuyến thì các thiết bị linh kiện lắp ráp súng đã không còn tồn tại trên trang sản phẩm. Một nguồn tin vừa cho hay, một người phụ nữ đã kiện gã khổng lồ công nghệ Apple vì chiếc iPad của gia đình đã đột nhiên bốc cháy khiến chồng chị này tử vong. Cụ thể, người phụ nữ này đang kiện Apple ra tòa vì chiếc iPad của gia đình đã bốc cháy trong nhà bếp của họ khiến cho người chồng của chị tử vong. Chị Julia, người đứng đơn kiện cho biết, vụ việc xảy ra vào tháng 2 năm 2017 và các tài liệu của tòa án đã công bố pin của iPad chính là thủ phạm. Vụ hỏa hoạn xảy ra do lỗi của chiếc máy tính bảng đã ảnh hưởng đến pin của máy khiến cho nó bốc cháy, và đây cũng chính là nguyên nhân của vụ hỏa hoạn gây chết người. Người phụ nữ này hiện đã đưa ra một số yêu cầu chống lại Apple, bao gồm trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt đối với sản phẩm, cái chết của người chồng và nhiều vấn đề khác, và rõ ràng Apple sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. Còn về phía Apple thì hiện hãng vẫn đang rất kín tiếng về vụ kiện trên. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh CBS News vào ngày 18 tháng 2, người sáng lập và là tổng giám đốc điều hành Huawei Technology cam kết không chia sẻ bất kỳ thông tin khách hàng nào với chính phủ của Trung Quốc và cho biết là công ty chưa bao giờ làm như vậy. Khi mà được hỏi về vấn đề chia sẻ dữ liệu với chính phủ Trung Quốc, ông chủ của Huawei Nhậm Chính Phi cho biết: "Trong 30 năm qua, chúng tôi chưa bao giờ làm điều đó và trong 30 năm tới, chúng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó." Ông Nhậm cũng cho biết là công ty không có cửa sau để chia sẻ dữ liệu khách hàng với chính phủ Trung Quốc. Trước đó, hôm 18 tháng 2, ông Nhậm nói trong một cuộc phỏng vấn riêng với BBC rằng hãng công nghệ này sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động gián điệp nào và họ có thể chuyển các khoản đầu tư kinh doanh sang các nước khác trong bối cảnh chiến dịch gây áp lực của Mỹ đang diễn ra. Hôm nay ngày 20 tháng 2, Canon chính thức giới thiệu máy in mới Visma TS707 dành cho đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như là in ấn tại gia. So với thế hệ tiền nhiệm thì máy in này có chiều ngang được tối ưu hơn 8cm. Màn hình LCD trước máy cho phép hiển thị thông tin về độ mượt và độ mạnh yếu của tín hiệu, hỗ trợ các việc thiết lập không dây độc lập mà không cần phải dùng ứng dụng di động hay là phần mềm máy tính. Với 5 hộp mực ChromaLife 100 chuyên biệt, máy in này cho khả năng in trên nhiều loại vật liệu khác nhau. Khe nạp giấy cho phép nạp tới 350 tờ giấy thường. Ngoài ra thì máy in còn hỗ trợ mạng LAN và mạng không dây. Máy sẽ lên kệ chính thức tại thị trường Việt Nam với mức giá là 4.200.000 đồng, bao gồm VAT. Giá mực in BGI 780 là 451.000 đồng một hộp và CLI 781 là 396.000 đồng một hộp. Cũng trong ngày hôm nay, Canon ra mắt EOS RB, model thứ hai thuộc dòng máy ảnh EOS R Full Frame không gương lật có thể thay đổi ống kính. Tuy là chiếc máy ảnh nhỏ gọn nhất thuộc series EOS Full Frame, nhưng mà khả năng hoạt động của EOS RB vượt xa trọng lượng khiêm tốn của nó. Máy được trang bị ngàm ống kính RF mới, chip xử lý hình ảnh Digit 8 với Dual Pixel CMOS IF, độ phân giải là 26.2 MP, ISO từ 100 đến 40.000, có thể nâng lên 50 đến 102.400. Với hệ thống 4.779 điểm lấy nét, máy cho tốc độ bắt nét nhanh và mượt chỉ trong vòng 0.05 giây. Tính năng Eye Detection AF cho phép dò tìm và đảm bảo mắt của chủ thể luôn nằm trong tầm lấy nét ở khẩu độ mở rộng, và đặc biệt sẽ hữu ích khi mà chủ thể đang di chuyển. EOS RB quay phim 4K Ultra HD ở chế độ 24 hoặc là 25 khung hình trên 1 giây. Và với công nghệ Dual Pixel CMOS AF, người dùng có thể lấy nét chính xác và quay phim mượt mà. Máy nặng chỉ 485g. Ngoài cách sạc pin bằng bộ sạc bên ngoài thì máy ảnh này còn có thể sạc nhanh bằng lựa chọn USB Power Adapter nhờ cổng kết nối tốc độ cao USB Type-C 2.0. Giá bán body EOS RB là 38 triệu đồng và 63 triệu đồng kèm ống kính 24105F4L. Cũng trong ngày hôm nay, Xiaomi chính thức giới thiệu Mi 9 tại sự kiện diễn ra ở Trung Quốc, flagship đầu tiên của hãng trong năm nay. Với Mi 9 thì Xiaomi thay đổi từ thiết kế tay thỏ sang giọt nước và nó khá nhỏ, chỉ vừa đủ cho camera trước.
Thay vì sử dụng các cảm biến ánh sáng như môi trường truyền thống, Xiaomi sử dụng loại cảm biến đặt bên trong màn hình, và thay vì dùng cảm biến tiệm cận, Mi 9 được trang bị cảm biến tiệm cận siêu âm. Tất cả những điều này đã giúp cho Mi 9 đạt tỷ lệ màn hình so với thân máy lên tới 90,7%. Các phiên bản Mi 9 đều có màu sắc khá bắt mắt với khả năng tạo ra hiệu ứng cầu vồng khi nhìn theo các góc khác nhau. Ngoài ra, ở biến thể đặc biệt Mi 9 Strand Edition có mặt lưng trong suốt, Mi 9 sẽ dùng vi xử lý là Snapdragon 855 cùng với nhiều tùy chọn khác nhau về RAM và dung lượng lưu trữ. Máy có pin dung lượng là 3300 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 27W và sạc nhanh không dây 20W. Màn hình Mi 9 được cung cấp bởi Samsung, có kích thước là 6.4 inch, sử dụng công nghệ AMOLED và có độ phân giải là Full HD Plus. Độ sáng màn hình tối đa đạt được là 600 nits, có chế độ Sunlight Mode 2.0, Reading Mode 2.0, Always On Display. Màn hình được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 6, hứa hẹn mang đến độ bền cao, chống xước tốt. Mi 9 có nút riêng dành cho trợ lý ảo, chất lượng âm thanh cũng được cải thiện so với Mi 8. Phía sau Mi 9 là bộ 3 camera với cảm biến chính là 48MP IMX586 của Sony, khẩu độ là f/1.7. Hai cảm biến phụ gồm một cảm biến 12MP khẩu độ f/2.2 có khả năng zoom quang 2x và một cảm biến 16MP khẩu độ f/2.2 có thể chụp góc siêu rộng và macro. Camera trước của Mi 9 có cảm biến là 20MP. Mi 9 phiên bản 6GB 128GB nhớ trong có giá là 2.999 nhân dân tệ, tức là khoảng 10,3 triệu đồng. 8GB 128GB nhớ trong có giá là 3.299 nhân dân tệ, tức là khoảng 11,4 triệu đồng. Mi 9 Strand Edition với 12GB 256GB nhớ trong có giá là 3.999 nhân dân tệ, tức là khoảng 13,8 triệu đồng. Vừa rồi là những thông tin chính có trong bản tin Tech News ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video khác của Tech Mắt.